Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một cặp loa full bass của Sony. Hàng rất là gấu luôn. Nó trang bị màng carbon chống bám bụi anh em nhé. Màng carbon bóng nhoáng luôn. Rất là đẹp. Gân của nó gân cao su nhé. Rất là êm luôn. Không bị chai cứng, không bị mục. Rất là ngon luôn. Cái gân cao su này dùng được khoảng 15 đến 20 năm nữa anh em nhé. Rất là ngon, là mềm mại. Đây, củ của nó từ kép bọc thép chống nhiễu vàng chóe luôn. Vàng cả cân luôn anh em nhé. Rất là chất luôn. Đây, đây cồn nhện zin đét luôn anh em nhé. Cả hai chiếc luôn. Cả hai chiếc thì bên trên cái côn của nó có đổ mạ vàng dọc ở kia. Hai con nào có một cái mạ vàng dọc đấy, anh không biết để làm gì. Khi mà vàng một mặt thôi, và một mặt thì không có đâu. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, keo chỉ zin đét luôn anh em nhìn này, mượt mà luôn. Con này thế này, đây nó có một cái mạ vàng ở kia kìa. Không biết nhà sản xuất mạ vàng để làm gì. À hình như là chỗ đấy là để nó nối cái trục, nối cái trục côn đấy anh em ạ. Chỗ đấy nối trục côn đấy. Nên là nó chát một miếng một lớp mạ vàng đấy. Đúng rồi, chỗ đấy nối trục côn. Đây keo chỉ zin đét anh em nhé. Zin đét 100%, không hề qua sửa chữa bất kỳ một cái gì luôn. Đấy. Rất là ngon anh em nhé. Hàng tháo thùng ra. Cái thùng của nó bị chóc đề can nên tháo thanh lý cho anh em nhé. Cặp bát. Đấy, bát này đường kính của nó là đường kính 12. Đây, nếu mà tính hết vành thì là 13,5 anh em nhé. Hết vành 13,5, còn tính lòng là 12. Gân là gân 12 anh em nhé. Đây. 7,5 8 cm. Chiều sâu nó hơn 8 cm anh em nhé. Công suất của con này thì nó là 100W một chiếc. Đi theo thùng nó 100W một chiếc anh em nhé. Công suất được ghi ở thùng là 100W một chiếc thì nó lại lấy công suất tính cả cộng hưởng anh em nhé. Công suất thực của nó thì nó ra tầm khoảng 5-7 chủ gì đấy. Tính cả cộng hưởng thùng thì nó mới lên được 100W. Thanh lý cho anh em nhé, cặp này thanh lý cho anh em 4,5 năm rưỡi. Để anh em lên thùng nhé. Con này là đi được cái giải từ giải trầm này, giải trung trầm này, giải trung cao. Chỉ có giải siêu tép là không lên được con này thôi. Vì nó đi theo là có một con siêu tép nữa. Đấy. Thì anh em phải bổ sung một con siêu tép vào nữa thì nó mới đủ giải con này nhé. Hiện tại trung trầm, giải trung cao và giải mid và giải bát lên rất là tốt luôn. Chiếu đúng siêu tép luôn. Đấy, thanh lý cho anh em nhé. 4,5 năm rưỡi. Tiếp thanh lý cho anh em tiếp con cục công suất từ dàn nội địa Nhật ra. Từ con súp nội địa Nhật ra. Súp này súp 5.1 nha anh em nhé. Đấy. Đây, nó có 5 cửa này. Và bên trong nó có một đường ra, một đường đi ra súp nữa. Một cái dây đi ra súp nó ở chỗ đâu? Chỗ đâu đây này. Trong quay em bắt về anh em lôi ra nhé, nó mắc ở đầu đây này. Nhưng con này thì hiện tại là nó bị cắt dây nguồn, em cho em cứ đấu điện mà không thấy điện nó lên thì con này là khả năng là phải có cái bộ điều chỉnh con trồ này này. Nó không biết điều chỉnh con trồ thì nó không cấp được nguồn vào. Đấy thì về anh em câu nhá. Thường thì như em được biết ấy, thì là mỗi khi em hay câu là câu đường 12V và các mạch khác cơ. Nhưng mạch này thì em chưa mò được ra nó câu vào đường nào. Đấy. Nghĩa là phải cấp được nguồn vào, cấp được nguồn 12V vào thì nó mới
nó mới mở mở cái nguồn chính ở dưới này để nó cấp điện cho toàn bộ hệ thống thì nó mới hoạt động được anh em nhé. Thì về cơ bản là anh em sẽ tìm cách anh em đấu được cái đường 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 điện ở dưới này lên này, cấu đường đường điện kiểu gì nó phải có một đường 8V hoặc 12V gì đấy ở dưới này nữa, nó đi lên trên này này, đi lên trên này xong đi lên cái đầu, đi lên cái đầu nó lại đi trên đầu, nó điều khiển nó đi ngược cái đường điện vào cái lỗ nào đấy ở chỗ này, ở con trồ này này, để nó kích hoạt cái này mở nguồn lên. Thì đấy, cái này về anh em biết kỹ thuật anh em mò ra nhá, em không muốn mò nó mất thời gian lắm, thanh lý luôn cho anh em 200.000 thôi, 200.000 về anh em tự mò nhá. Đấy, nguồn rất là ngon luôn, bên trong toàn linh kiện to luôn. Nó chạy mấy con smart IC kiểu IC công khuếch đại công suất, toàn chạy mấy con smart thôi. Đây, hai cái dây này là hai cái dây để đi ra loa súp nhá. Chỉ cần anh em đấu lên điện thôi, anh em đấu đường vào cái là em có một anh em có một cái mạch để đánh loa súp ngon luôn. Con này là đánh đợt đi đánh là súp 20 đấy anh em nhé. Đánh đi theo súp 20. Điện 100V, con này hàng nội địa Nhật nhé, điện 100V. Không cháy nổ gì đâu anh em nhé. Anh em về chỉ về cấp nguồn vào xong là tìm cách để kích hoạt cho nó lên thôi. Anh em biết biết được kỹ thuật thì về mò nhé. Thực ra thì đơn giản, chỉ cần mình kích hoạt để cho nó cái nguồn nó cấp lên trên cái bo công suất chính này nhá, nguồn cấp lên bo công suất chính này, xong anh em dò trên cái IC ấy, IC công suất ấy, xem là nó kích hoạt như thế nào, điện bao nhiêu vô anh em cấp điện vào cái IC đấy là được nhá, thiếu đường nào anh em cấp vào. Đấy, con này thanh lý cho em 200.000 nốt, 200.000 kho. Anh em chốt sản phẩm nào mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.